Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Say rượu, điều khiển phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông. Đến khi bị phát hiện thì chống đối bằng việc đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng, khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Nguyễn Văn Thành, 19 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, về hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, tổ tuần tra cơ động đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mê Linh đang phối hợp làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính. Tại thôn Nam Cường, xã Tam Đồng thì phát hiện Nguyễn Văn Thành điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, rùa ga, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Thành không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy và đâm vào người trung úy Trần Tuấn Anh, phó tiểu đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 5, trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội, gây thương tích vùng mặt và chân trái. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng công an xác định trong hơi thở của Thành có nồng độ cồn là 0,394 mg trên 1 lít khí thở, vượt quá mức quy định cho phép. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mê Linh đã khởi tố Nguyễn Văn Thành về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên Trung úy Trần Tuấn Anh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện tại, sức khỏe của Trung úy Tuấn Anh đang dần hồi phục. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Mới đây, sau một thời gian theo dõi, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân vừa phát hiện và thu giữ một số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 4, tiến hành kiểm tra bất ngờ một căn nhà nằm trên phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, bao gồm nhiều chủng loại như Marlboro, SC, Blin. Chủ lô hàng là Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1982, cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, khai nhận số thuốc lá này được đối tượng mua thu gom từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó định bán lại để kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tuồn ra thị trường thì bị phát hiện và thu giữ. Toàn bộ số hàng này Mạnh đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Em mới làm ra, chưa kịp mới gom được, chưa kịp bán thì đã bị các anh công an kinh tế bắt. Bây giờ sau khi được các anh giải thích thì em biết là cái hành vi này sai pháp luật. Đối tượng trong cái vụ việc lần này đã mua gom những cái cây thuốc lá ở trên địa bàn thành phố Hà Nội để về để kiếm lời. Và chia nhỏ những cái thuốc lá đấy cho nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã niêm phong toàn bộ số thuốc lá này và tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Sáng nay, hơn 300 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cùng tham gia hiến máu cứu người. Phát huy truyền thống cách mạng, nhân lên tinh thần vì nhân dân phục vụ, với nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hoạt động này nằm trong hành trình giọt máu nghĩa tình do Công an thành phố Hà Nội phát động, được tổ chức tại 14 điểm thuộc Công an thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã trong 10 ngày, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu. Theo thông tin bản tin 141 đã đưa trước đó về vụ việc 20 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tại khu đô thị Thanh Hà bị công an huyện Thanh Oai bắt giữ. Qua công tác đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định các đối tượng dù đến từ nhiều địa bàn khác nhau nhưng thông qua mạng xã hội đã lôi kéo rủ rê để cùng tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tụ tập đông người, đi xe dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là bốc đầu, lạng lách, di chuyển vượt quá tốc độ cho phép. Tất cả các hành vi của nhóm thanh niên này tại dọc khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê đã bị tổ trinh sát của Công an huyện Thanh Oai ghi lại trước khi tiến hành bắt giữ vào chiều 16 tháng 4 vừa qua. Trong đó có 11 đối tượng, gồm 7 nam, 4 nữ bị bắt quả tang, 9 đối tượng bị triệu tập sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Sau vụ việc này thì em sẽ về lại, em xem bản thân mình và em hứa với các chú là em làm lại con người em. Cũng theo khai nhận của các đối tượng, trong 20 trường hợp bị tạm giữ, chỉ có một thanh niên người Thanh Oai
còn lại nằm rải rác ở các xã, phường khác nhau của các quận huyện như Hà Đông, Thanh Trì, Chương Mỹ, Quốc Oai. Tất cả đều có tuổi đời khá trẻ, nhiều em chỉ mới 13-14 tuổi. Dù không quen biết nhau từ trước, tuy nhiên, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã rủ rê lôi kéo nhau cùng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm, kịp thời răn đe các hành vi đe dọa an toàn giao thông, an ninh trật tự, chiều 20 tháng 4 vừa qua, Công an huyện Thanh Oai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự. Kiến nghị với các gia đình cũng tăng cường công tác quản lý con em, nhất là cái lực lượng thanh thiếu niên. Trong thời gian tới thì lực lượng công an huyện cũng sẽ tập trung xây dựng kế hoạch và phương án để triển khai các lực lượng giải quyết triệt để cái tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng. Cùng với biện pháp xử lý mạnh tay và phương án ngăn ngừa trên của Công an huyện Thanh Oai, chính quyền các địa phương cũng cần nâng cao công tác quản lý, giám sát và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, nhất là giới trẻ, tránh tụ tập đông người nhằm thực hiện các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay đi xe bằng một bánh nói riêng và các việc làm vi phạm pháp luật nói chung. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.